mai cả, không bây giờ một mình lập do con tay của mẹ cố lên. Sau bao tháng ngày mong chờ, khóa tu mùa hè đã chính thức diễn ra. Các bạn khóa sinh cùng cha mẹ lên chùa tham dự khóa tu còn sẽ lớn khôn. Gương mặt bạn nào cũng háo hức và vui tươi. Không biết các bạn ấy đang nghĩ gì nhỉ? Thật nhanh, chỉ qua một số bước rà soát giấy tờ, các bạn khóa sinh sẽ chính thức tạm rời xa vòng tay của cha mẹ, xa gia đình, bước vào cuộc sống 8 ngày 7 đêm tự lập tại khóa tu mùa hè. Mới đầu em cũng hơi lo lắng nhưng mà bây giờ cũng vơi vơi dần. Em thấy khá là hào hứng vì lần đầu tiên được chữ xa bố mẹ 7 ngày để lên khóa chùa. Thế thì em hôm nay ai đến đây cùng em? Có bố mẹ em. Thế bố mẹ em đâu rồi? Thế à? Bà cái đường link của nhà chùa để đăng ký cho con mà cô có nghĩa là không ngủ luôn mà hạnh phúc vui vui lắm, rất là vui. Giây phút này cha mẹ gửi đến các bạn những chiếc vẫy tay, những lời động viên như tiếp thêm động lực cho các bạn. Mình cũng rất mong muốn là sau này bạn sẽ có một cái suy nghĩ nó sẽ khác hơn, bởi vì thực ra thì các bạn bây giờ các bạn đang cô nghé và nó đang tuổi dậy thì thế thì sẽ nhận thức được nhiều hơn, tự lập hơn, rồi thì biết yêu cuộc sống hơn, biết yêu bố mẹ, yêu thương em nhiều hơn. Em có muốn gửi gắm điều gì đến anh không? Vâng, chúc anh mạnh khỏe, học giỏi. Mẹ ơi, con đi là để học tập và sẽ mang nhiều điều tốt cho về cho gia đình, mang những bài học tốt mang cho bản thân để làm điều có ích cho gia đình và xã hội ạ. Mẹ là em nói với bố mẹ là em sẽ cố gắng vượt qua và tu mạnh mẽ với là từ em muốn nuôi con có nhiều muốn được gặp là bố mẹ ở nhà nhờ giữ gìn sức khỏe đợi con về, con mong muốn là về con sẽ trở nên ngoan ngoãn và học tốt hơn. Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ rất nhiều. Con sẽ trở thành một người con khác hơn. Mẹ ở nhà không phải lo cho con, mẹ yên tâm. Con ở đây con sẽ sống tốt. Hành trình lớn khôn của hàng nghìn bạn trẻ đã chính thức bắt đầu. Mọi người có tò mò hành trình ấy sẽ diễn ra như thế nào không? Đừng bỏ lỡ những thông tin được cập nhật trên các trang truyền thông để đón xem nhé.